khán giả. Khán giả. Trong đứng em ơi, cháu chị dọc chân tống nè. Nè rồi. Rồi lên. Rồi. Từ từ. Thôi cho anh xin mời. Mình đi chụp tế em thôi. Đúng xe ở đây anh, xe đây đó. Để cho kiểu sạch là được đó. Đang mưa, đang mưa. Trời đang mưa hay cô chú? Mặt mạc ha. Quá là bình dân luôn anh ơi. Có nhiều tưởng người chứ mình chứ. Ngập ngập. Ngập ngập. Ngập ngập. Ngập ngập. Mới vừa qua nhắc anh là một luôn. Dở ừ. Rồi anh ơi, chạy chạy bây giờ nữa. Quay mình nữa. Đây là lần đầu tiên là một lần năm triệu tôi mua lên. Nhà hôm nay trước khi đi dỗ tổ thì Lâm Hùng đến đây thắp hương và lại anh năm trước, bởi vì anh Lâm là những người dẫn dắt Lâm Hùng vào ngày đầu tiên. Cảm ơn chị em nha. Rồi cảm ơn anh chị. Là mỗi ngày mình sẽ chụp một bó hồng. Dạ. Em đâu nghĩ là mấy anh chị em vẫn còn trực chiến trên đây để ủng hộ thông tin cho năm. Đẹp quá rồi. Quá ngon. Có mô hoạt độ ai nè. Xíu nữa thì mình sẽ thắp hương quên nữa. Có mấy anh đã thắp hương rồi thì mình cũng xưa ở nhà anh năm cái đầu đó thì hôm nay lên đi kẻ ganh nữa cái chân nhang hả, lấy cái chân nhang hả, anh có nghĩ là anh đi xuống ở đây theo Lâm Hồng nè 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 anh nè anh rất là dạng dạy quý vị. Anh cũng nhận ra luôn á. Dạng gì không nhận ra luôn á. Nhận ra mà. Gặp hết á, đi qua rồi đó. Một thời tuổi thơ thì bao nhiêu đứa nào sắp với cái dĩa này vậy? Dạ đứa này. Anh áo vàng. Chúng ta sắp lại tốt đẹp. Lại nhất là kêu rồi thôi em thăm anh năm chút xíu em xin phép em đi năm ơi. Cảm ơn anh chị em nha. Thì anh đã chụp tấm hình chứ gì? Anh mới nhắc anh hôm qua nói có anh tới đây thì em sẽ chụp tấm hình đó. Như hai biết luôn á. Không ơi.
anh chia sẻ rất nhiều trên các phần, anh chia sẻ là chia sẻ của trên đài rồi. Thôi cho anh xin nói lộ một câu là anh Lâm là đại anh Lâm của anh. Anh có chia sẻ cho anh ngày hôm nay trước khi anh đi, anh đi dỗ tổ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt là dỗ tổ ngày của anh. Trước khi anh đi dỗ tổ thì anh cũng muốn lên thăm đi Lâm lại năm trước. Ngày mai có người dỗ tổ. Dạ. Cảm ơn dạ. Rồi. Dạ. Chúc Hương vui vẻ nha. Dạ. Chúc anh Lâm Hồng nhiều sức khỏe nha anh. Dạ. Bác sĩ Lâm Hồng. Bác sĩ Lâm Hồng. Đẹp quá. Anh mộ rất là công phu. Chúc lắm mình đi. Cái này làm cũng công phu lắm à. Dạ. Đó, khói đó. Bởi vì cái thời gian hồi xưa Lâm Hùng làm mồ cho mẹ Lâm Hùng biết mà. Dạ. Lâm Hùng làm mà cũng bằng đá đá cẩm thạch từ đá sạch trong nước Đà Nẵng Lâm mang về nên phải chờ mấy tháng mới xong. Đây thì quá đẹp rồi. Thôi. Anh là một nhóm ông trời cảm động á. Rồi, cảm ơn chị em. Tạm biệt anh chị em nha. Rồi, cảm ơn nó quá. Bên chiếc xe đỏ bên kia bởi vì không thấy luôn, đứa chạy xe đỏ. Quà mũi của chú anh chị ơi, là chú Thanh Điền cũng vừa tớ luôn, mũi của chú anh chị ngồi trong kia kìa ha. Con Hùng giảng chị ha. Dạ, con giảng vậy. Mấy bán sao có bán không? Cầm cho anh một tí rồi. Vậy là chú Tiêu nè. Đâu có biết đâu. Biết là họ đó là phải đi với mình nha. Cam có nếu cam có cam người có cây cao phía dưới. Em Hùng giá vậy ha. Không, có xem hát một lần. Ở chỗ mình thì ca sĩ anh Lâm Hùng mới lên rồi giờ tới chú Thanh Điền lên luôn. Các bạn anh này hát có chuyện đọc trên YouTube đi coi hoài. Cô đi bữa nay mưa quá mưa cô ơi. Của anh Duy Minh đúng không? Đưa anh Duy Minh cái này của Duy Minh. Mở cái đi em. Vừa đủ ướt luôn. Chú Thanh Điền không dám vô luôn. Không, chú đi công việc rồi. Chú đi công việc rồi. Ngày mai là cúng tổ, bữa nay phải lên đây báo cáo với cô. Cúng tổ. Ai cái bà cái ở đằng chị còn cái dù đó bách. Tỏi. Đằng còn cây đó. Mưa rồi đâu có. Mưa sáng không kìa. Chú đi công việc kiện chút nữa chú mới lại chạy lần kia nha. Chú chạy lần kia nếu chú công chuyện xong rồi chú mới lại cái cây này chị nghĩ chắc cái đất của nó không đủ sức nó cưng cho nên cái lá nó không có vươn lên được. Trời đang mưa nữa.
có caramel mới là mọi người nhớ ủng hộ cho con gái mới là con của Tiên Tiên nha. Mọi người chưa chụp hình với anh Hồng vậy lá anh Hồng về rồi. Sao nãy giờ đâu chụp? Chú Thanh Điền có nơi không cô? Thôi chị sợ nó đầy quá nhấc nước ra đó hả? Ừ. Đang nhấc nước ra. Đầy quá lắm không? Chị tưới đi tưới cái cây đó đó. Mà nó thiếu cái lá. Hello cô. Bà sáng mới cúng cơm chay cho cô Thanh Kim Huệ. À của khán giả cô Liễu, chị Liễu ở Vũng Tàu. Ừ. Quý anh chị. Ủa chú Thanh Điền hả? Chưa, ông đi công việc. Ủa? À thì ra là chú đi công việc hả quý anh chị? Giờ trời đang mưa. Rồi tí xíu chú sẽ đậu lại đây. Đó, thường là như vậy. À, quý cô chú gì bà con cô bác xem video nếu quý Duy Minh thì cho Duy Minh một like còn đăng ký ha quý cô chú anh chị. Dạ gì hả con à, chú thăm công ty ở đây rồi chú mới ở đây. Dạ lên công ty rồi mới ghé đây. Dạ hiện tại